Ngày 13 tháng 10, Việt Nam đã ghi nhận một ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có nguồn lây từ nước ngoài. Điều này khiến cho dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng. Bộ Y tế cũng nhận định rằng chúng ta không thể trốn tránh được căn bệnh này. Những cái mụn nước ở trên da, những cái mụn mủ ở trên da là có chứa virus và có khả năng lây lan qua cái đường tiếp xúc trực tiếp. Tỷ lệ tử vong không quá cao, chỉ dao động xung quanh khoảng 3-5%. Trang bị những kiến thức cần thiết cũng như cách phòng tránh đậu mùa khỉ là điều cộng đồng đang rất quan tâm. Mời quý vị đón xem Talk Show Khỏe để sống vui với chủ đề Bệnh đậu mùa khỉ và những điều cần biết, phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 16 tháng 10 trên kênh Style TV VTV Cup 12.